Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. chương 381 Không can thiệp, một đã từng là công tử của bí thư tỉnh ủy. Lúc nhỏ Hoàng Hạo Binh tuy có chức huỳnh hoang nhưng mà cũng chưa tới loại bất hảo. Tuy rằng hắn cũng đã khi dễ ra mình gần 10 năm, thậm chí còn bắt hắn bỏ nhà đi. Nhưng sau khi bị xa xa đánh cũng không mang thân phận của cha ra tiếp tục dọa người. Khi lớn lên, hắn thích chơi bóng rổ, làm một vận động viên nhiệt tình, thỉnh thoảng tuy rằng cũng đánh nhau nhưng so với đám bạn vô pháp vô thiên thì chưa tới nông nỗi nào, chỉ là hoa trong nhà kính đâu có trải qua mưa gió, hoàng bình tường bị theo dõi, chứng cứ vô cùng xác thực, không cách nào lật lại bản án. Hoàng Hạo Vinh cũng hỏng theo, vốn lúc đầu hắn cũng mang tiền của nhà đi cầu tình, nhưng mà hoàng gia còn chẳng làm nên chuyện, một người thiếu niên như hắn có bao nhiêu biện pháp cơ chứ, hơn nữa ích kỷ vốn là thiên tính của mọi người. Hoàng Bình Tường rớt đài cũng tạo nên một phản ứng dây chuyền, rất nhiều tiểu công ty trực tiếp phá sản, những người thuận buồm xuôi gió trong hoàng gia bây giờ ân hận tại sao trước kia không trợ giúp hoàng bình tường lúc đó những người này cho rằng nếu như không có hoàng bình tường bọn họ cũng có thể thành công hơn nữa không bao giờ rơi vào quẫn cảnh như hiện nay cho rằng hoàng bình tường chẳng phải lo gì cho mình hoàng hạo binh vốn là một thiếu niên được mọi người sùng ái đột nhiên bị mọi người bỏ rơi còn nghe được những câu nói như vậy cho nên trong mấy tháng nay gia minh hầu như lúc nào có thể ngửi thấy mùi rượu trên người thiếu niên này lấy sự từng trải của hắn thì chỉ cần nhìn qua cũng biết, hiện giờ Hoàng Hạo Binh đã bắt đầu hít thuốc phiện, đồng thời chỉ cần thêm một thời gian chừng hai tháng nữa thôi là không cách nào kiềm chế được mình nữa. Thật tâm mà nói, Gia Minh là người có tâm tính lạnh lùng tới cực điểm, quan hệ máu mù không phải là lý do có thể tiếp cận hắn được, trước kia hắn giúp đỡ hứa nghị đình cai nghiện là vì tình thương của Nhã Hàm. Đối với tình hình Hoàng Hạo Binh hiện nay, hắn đương nhiên sẽ duy trì thái độ thờ ơ lạnh nhạt, có khi ngay cả hứng thú bàng quang đứng nhìn hắn cũng chẳng có lúc này gia minh xuất hiện khiến cho hoàng hạo binh cảm thấy hơi ngoài ý muốn nghĩ là chắc hắn cũng tới quán bà uống rượu dài dầu uống say lại nhìn thấy bạn học cũ nên muốn chạy tới nào ngờ ăn ngay một đòn khi đôi bên cãi nhau người phụ trách quán ba rời đi thật nhanh tới một gian phòng cẩn thận gõ cửa sau đó mới đi vào trong phòng mạnh ca minh ca anh xem chuyện này hắn vừa nói vừa ám chỉ rối loạn bên ngoài càng lúc càng lớn tưởng mạnh nhíu nhíu mày xảy ra chuyện gì chỉ là tranh giành tình nhân bình thường mà thôi, nhưng mà cô gái kia dường như là do Minh Ca mang vào, hắn lớn hơn Gia Minh chừng 10 tuổi, nhưng mà bây giờ lại cung kính xưng anh, còn nữa, người uống rượu sai hình như là Hoàng Hạo Bình, lão Dương rất nề mặt hắn, nghe nói. À, đúng rồi, nghe nói hắn chính là thân thích của Minh Ca, vậy còn hỏi cái gì, đương nhiên là, Tiểu Mạnh đang nói, Gia Minh ở một bên phất phất tay, nhàn nhạt, nhạt nói, chuyện hôm nay không cần nhúng tay, để cho bọn họ tự giải quyết đi người phụ trách liếc mắt nhìn tiểu mạnh khẳng định rằng đây chính là lệnh sau đó mới lui ra ngoài không bao lâu sau hoàng hạo binh ở bên cạnh quầy ba đã bị đẩy ngã xuống đất đám người xung quanh loạn thành một đoàn có mấy người xung quanh xông lên quần ẩu hoàng hạo binh gần đây chơi bóng rổ tuy rằng khổ người cao to thân thể rắn chắc nhưng bình thường không có kinh nghiệm đánh nhau gần đây lại bắt đầu hít thuốc viện lúc này bị vài người vây đánh đâu có bao nhiêu sức phản kháng nhưng mà do uống rượu nóng máu cho dù không có khả năng xoay chuyển nhưng mà cũng quyền đấm cước đá loạn xạ dạ. có một năm tử nhân cơ hội ẩu đả đến gần nguyệt chỉ huân dường như trong miệng còn cằn nhàn cái gì đó ngồi ở trên ghế salon gia minh nhàn nhạt nhìn toàn bộ tình hình chợt nhớ tới cái gì đó hoàng hạo binh đều là do lão dương cung cấp thuốc phiến cho hắn ư chắc là thủ hạ của lão dương khoan thần thủ tiểu mạnh hồi đáp ta không rõ ràng cho lắm mấy hôm trước hình như là xa xa nói với lão dương cái gì đó sau đó khoan thần thủ bắt đầu nịnh bợ hắn coi hắn như là huynh đệ một nhà nghe nói hai ngày trước, hắn cũng uống say trong một quán bar ở Tây Thành, gây ra một số chuyện, bên đó là địa bàn của Tam Thanh Bang. Khoan thần thủ phải xuất đầu, thiếu chút nữa thì cùng Tam Thanh Bang đánh nhau, khoan thần thủ bao bọc hắn như vậy, anh em trong nhà có khi còn không bằng, xa xa, ra mình nhíu nhíu mày, nói, ta không nghe nói chuyện này, nhưng mà xa xa không thích người khác hít thuốc viện, tại sao nàng phải bảo Hoàng Hạo Binh tìm Lão Dương. Tiểu mạnh đại khái cũng không rõ ràng chân tướng sự tình, hắn mở cửa nói gì đó với hai đại hán canh cửa thì vào lúc này nam tử lúc nãy đứng gần huân thấy nàng không có phản ứng gì liền đưa tay muốn đoạt lấy cái ly thủy tinh trong tay của nàng thiếu nữ lạnh lùng đầy ra nam tử thân cao một m tám mất thăng bằng trực tiếp bắn ra ngoài hai m người xung quanh ngạc nhiên sau đó tiếng kinh ngạc ủng hộ đua cờ vang lên ầm ầm mắc thẹn bởi nữ nhân đồng bạn hắn đương nhiên không hỗ trợ chỉ là cười chào phúng một phen mấy nam tử đang ẩu đả hoàng hạo binh cũng dừng tay thấy tình cảnh như vậy thì cười ha ha, tiểu mạnh đương nhiên cũng thấy cảnh này, quay đầu nói. Nghe nói trước kia hoàng hạo binh thiếu khoan thần thủ một khoản tiền, sau đó lại thiếu tiền hít thuốc phiện, vốn tưởng hắn là người có gia thế nhưng sau đó lại nghe nói cha hắn rất đài, tiêu tử này không trả tiền. Khoan thần thủ vốn cho người muốn đánh hắn, kết quả đại khái chính là hắn gọi điện thoại, xa xa bảo nói với lão Dương vài câu, lão Dương bảo người của hắn dừng lại, khoan thần thủ đương nhiên hiểu sai ý, không chỉ cho hắn khoản tiền, mà còn bao hắn ăn, mặc, ở, đi lại. À, Gia Minh cười lắc đầu, Tiểu Mạnh lại nói. Không thì ta ra mặt, nói với Lão Dương một câu, đảm bảo từ nay về sau, ở cái thành phố Giang Hải này, không có ai dám bán thuốc viện cho hắn. Ở đại sành, nam tử bò dậy, đương nhiên là bị mất mặt, cái đẩy của huân vốn không có lực, hắn cho là mình có uống chút rượu đột nhiên mất đi cân bằng cho nên hùng hùng hổ hổ đứng lên, một tay cố sức vỗ vào quầy ba trước mặt huân, tay kiêm muốn chụp vào người nàng. Chỉ là sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp bay lên giống như bơm bướm, lượn hai vòng trên không trung, nặng nề rơi xuống sàn nhà. Một gã đồng bạn ở bên cạnh nam tử này muốn xuất thủ, chỉ thấy thiếu nữ vung tay phải lên, tóm lấy đầu người này, đập đánh dầm một cái xuống quầy ba, tay kia đập vỡ một chai rượu, kể sát phần vỡ sắp bén vào cổ hắn, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, ta đang đợi người, chớ nên chọc tới ta. Tiểu mạnh cũng đang nhìn ra bên này, vì cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, thiếu nữ vẫn vững vàng ngồi trên ghế tròn như trước, tay phải đè đầu người nọ, tay trái cầm chai rượu vỡ kề vào cổ hắn, sắc mặt lạnh lùng. Ánh đèn trong quán bar không đủ chiếu sáng toàn bộ khuôn mặt, những giọt rượu vẫn đang chậm rãi chảy xuôi theo chai rượu thủy tinh, lạnh lùng rơi xuống từng giọt, cảnh tượng này thực là hoàn mỹ. Gia Minh nghĩ tới chuyện của Hoàng Hạo Binh, lắc đầu, coi như xong, mặc kệ hắn, anh không cần ra mặt vì hắn. Ta phải đi, chuyện ca hai còn phải làm phiền anh, đoạn lộn ở Giang Hải nhiều năm như vậy rồi, nên biết cái gì cũng có chừng mực của nó, ta tiễn cậu. Trưng 382. Không can thiệp, hai tiểu mạnh theo Gia Minh ra khỏi cửa, hai gã đại hán đương nhiên là theo sát phía sau, ở bên cạnh quầy ba, đám người bị huân dọa sợ, trong lúc nhất thời những đồng bạn của người này không một ai dám lộn xộn. Có mấy tên liếc nhìn đám tiểu thái muội, cái gọi ra hiệu bảo uy hiếp, nói là sẽ dùng axit sun phu hủy dung, có nói người muốn tìm người cưỡng dâm nàng, có nói là muốn chụp ảnh nút, Gia Minh ở phía xa sang nghe xong, không hỏi cười cười. Bây giờ đám tiểu thái muội này thật là hung dữ, một năm trước đây các nàng đã làm thật nghe nói là ở trường học có một người chống đối các nàng sau đó bị cưỡng dâm và chụp ảnh nút đám huynh đệ bên dưới có nói chuyện như vậy tiểu mạnh quay đầu lại hỏi một gã đại hán trong đó hình như có chuyện này đúng không đúng có ảnh chụp nhưng mà không truyền ra nghe nói nữ nhân kia sau đó tự sát nhưng mà cũng có người nói rằng đó đều là hai cô gái ăn xương tranh giành đại ca cuối cùng gây ra chuyện ai biết được ác ác thật là lợi hại ra mình hướng bú tấm tắc ngợi khen đột nhiên vào lúc này Hoàng Hạo Bình bị đánh tới mức mặt mùi bầm dập bò dậy, hung hăng đẩy một người vào quầy ba, sau đó lao vào đám người vừa nãy đánh hắn, nhưng mà sự dũng mãnh phi thường cũng chỉ duy trì được trong chốc lát. Vài giây sau đó, Hoàng Hạo Bình lại bị đè trên mặt đất, tuy rằng một gã đồng bạn của hắn đang bị thiếu nữ chế trụ, nhưng đối phương đâu có quan hệ gì với con ma men này, cho nên đám người này tiếp tục đánh đập. Mấy người lúc nãy không kịp đề phòng bị Hoàng Hạo Bình đánh, bây giờ hung hăng mắng một câu, tư phụ cận một cái bàn trên nắm lên một chai bia liền bắt đầu vung tay ra, nhưng đột nhiên, cái chai rượu bên cạnh lại vỡ tan thành bụi phấn. Ở sát hắn, tiểu mạnh vung bàn tay phải đánh nát chai rượu, sau đó tiện tay vào cho người này một cái, thân hình người này lập tức đổ nhào trên mặt đất, máu tươi đầy mặt, mấy tên đang đánh hoàng hạo bình cũng sững sờ, mạnh, tiểu mạnh ca. Mặc dù bọn này thường xuyên tới đây, nhưng đám lưu manh này cũng biết tiểu mạnh ca của thành phố Giang Hải như là nhân vật như thế nào, lấy khăn tay lạnh lùng lao chùi rượu trên bàn tay, Tiểu Mạnh dùng ánh mắt âm lãnh đảo qua bốn phía, những thành viên của Sa Trúc băng lập tức vây kín nơi này lại. Thiếu nữ đang ngồi trên ghế cũng thả người kia ra, đi tới chỗ Gia Minh, hơi bái một cái, sau đó yên lặng đứng cạnh hắn, Tiểu Mạnh ca, em là em trai của Dũng ca, những người này đều là bạn của em. Không biết Tiểu Mạnh ca tại sao lại xuất hiện ở đây, cũng không biết tại sao hắn đột nhiên xuất thủ đánh người, một người trong đó cười đi tới, hiển nhiên cho rằng không sẽ có đại sự gì cả. Cùng lúc đó, Gia Minh ngồi trồm hổm xuống, đưa tay lục lọi trên mình hai người đang nằm trên mặt đất, nhất thời những tên bên cạnh hô lên, "Này, ngươi đang làm gì? Ngươi là ai? Tại sao lại lục lọi như vậy?" Tiểu Mạnh lạnh lùng đảo mắt, "Các ngươi muốn chết à?" Lục soát trong hai tên kia được hai bào thuốc, một bọc nhỏ thuốc phiện, Gia Minh cúi đầu thuận miệng hỏi, "Dũng ca là ai? Chỉ là một tên côn đồ mà thôi." Tiểu Mạnh nhàn nhạt trả lời, sau đó hỏi, "Những người này làm sao bây giờ? Tất cả đều lôi ra ngoài đánh một trận." Đưa mấy đồ vật vào trong tay của Huân, Gia Minh giới thiệu thuốc mê xuân dược à được rồi còn mấy cô gái kia hình như cũng cùng phe bọn họ không cần đánh mấy người này đám người này đều là nhân sĩ lan lộn lõi đời tuy rằng mấy cô gái này không biết thân phận của gia minh nhưng lại thấy hắn nói chuyện với tiểu mạnh ca như vậy trong lòng đã có sự sợ hãi mấy tiểu thái muội lúc nãy hùng hổ bây giờ nhìn thấy gia minh chỉ tay đều muốn mở miệng biện minh sau đó các nàng nghe nói là không bị đánh mới yên lòng lại nhưng không ngờ gia minh chỉ hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp ai đã nói hủy dung Lôi ra hủy dung, ai nói cưỡng dâm, lôi ra cưỡng dâm, ai nói chụp ảnh nút, làm y như vậy, ai nói cưỡng dâm rồi chụp ảnh nút, cũng làm y nguyên, mấy cô này muốn thế nào, được thế đó. Câu này vừa nói xong, đám nhân mã xa chúc băng đứng xung quanh đều có chút ngạc nhiên, chuyện này đương nhiên là bọn họ đã làm, nhưng mà bây giờ lại do một thiếu niên trông vô hại nói ra miệng, thật là có chút quỷ dị, hình như là đang muốn đùa cợt người khác thì phải, nhưng mà đùa giỡn thế này thực sự là quá kém mấy cô gái kia bị dọa giật nảy mình, đột nhiên tiểu mạnh nhàn nhạt, nhạt đảo mắt, không nghe thấy sao? lôi ra ngoài. trong khoảnh khắc, tiếng khóc, tiếng la, tiếng mắng, tiếng cầu xin tha thứ thi nhau vang lên. hơn 10 thiếu niên nam nữ đột nhiên bị chế trụ. tiếng ồn ào làm cho những người ở xa cũng phải ngừng lại nhìn xem đã có chuyện gì. gia minh vươn ngón tay chỉ về phía một cô gái mặc quần áo quái dị, nói: được rồi, không tính cô ta vào trong đó. đám nhân mã xa trúc bang đang chế trụ nàng, nói nàng cũng là đồng bọn của họ nhưng nàng không nói. Gia Minh nhàn nhạt, nhạt nói, mà những người còn lại, cho dù có cơ hội cũng chẳng làm được. Đám nhân mãn này không biết ý tứ trong lời nói của Gia Minh, nhưng có tiểu mạnh ở đây, mọi người tự nhiên không dám hỏi nhiều. Thả thiếu nữ kia ra. Sống sót sau tai nạn, gái gọi tiểu thái muội kia gần như thoát lực ngồi bệt xuống, nhìn mấy bạn gái của mình bị bắt ra phía sau quán, trong ánh sáng mờ ảo, giữa hai chân của nàng đã chảy ra thứ nước tanh tưởi, không ngừng lan tỏa ra sàn nhà một gã thành viên xa trúc bang đi tới hỏi mức độ hạ thù ra sao. Tiểu mạnh trả lời một câu, đánh gãy hai chân, để cho bọn chúng cả tháng cũng không xuống giường được, cùng lúc đó, Gia Minh ngồi trồm hổm xuống, lớp mắt nhìn Hoàng Hạo Binh mặt mũi bê bết máu, nói, có cần ta gọi giúp xe cứu thương không, chương 383. Kelly, một trong hai ngày tiếp theo, thiên vũ chính tác lại tìm được mấy tên cải tạo giả nữa ở trong thành phố, còn Gia Minh thì trở lại Hoàng gia giải thích quan hệ của hắn và Phương Chi Thiên, Nói chung là tìm vừa một lời nói dối nào đó, thay đổi vài chỗ cho phù hợp, đại khái như Đông Phương Nhược với Cố Gia Minh có. Quan hệ, và cứ thế là mọi chuyện ngẫu nhiên thành thật, nghe nói, cô gái mù Đông Phương Nhược thầm mến Cố Gia Minh, nghe nói lần trước Đông Phương Nhược tới Giang Hải, đã phát sinh quan hệ với Cố Gia Minh, nghe nói lần trước Đông Phương Nhược tới Giang Hải thời gian bị Cố Gia Minh cường bạo. Nàng là một người mù, làm gì có năng lực bảo vệ mình, Cố Gia Minh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, như vậy như vậy. Phương Tri Thiên căn bản là tới hương sư vấn tội, nhưng mà các ngươi cũng biết, Đông Phương Nhược kia là một người mù, chỉ còn nước là tìm cách xử lý ổn thỏa, nói không chừng làm cho cố gia minh cưới nàng. Vậy thì chuyện này cứ như vậy bỏ qua, cầm, cầm thú A, tên cố gia minh thực là cầm thú. Sớm biết lần trước Đông Phương Nhược, ta đã, phần sau đương nhiên là mang ý đùa dẫn nhưng thực ra gia minh có quan hệ với Đông Phương Nhược thực, thì người khác cũng chỉ có nước là hâm mộ tới chết, người mù thì sao? Trọng yếu là lợi ích khi quan hệ với phương tri thiên kia. Buổi chiều hai ngày sau, Kelly Danny Merritt cục đến Giang Hải, một tiếng đinh nhẹ vang lên, bỏ đường vào trong chén cà phê cầm một chiếc thỉa nhẹ nhàng quấy, cô gái tóc vàng cầm lên uống một ngụm, sau đó cười lắc đầu, mùi vị này, cậu tới tìm tớ là để nói chuyện phiếm, hay là để uống cà phê? Ngồi ở đối diện cô gái tóc vàng, nhã hàm mặc bộ quần áo công sở, cười cười, ở đây mà tìm được một người pha cà phê theo kiểu châu Âu chính tông thì không đơn giản, Maria, đương nhiên nếu cậu có yêu cầu ở phương diện này tớ cũng có thể giới thiệu mấy người cho cậu. Bây giờ tầm khoảng 1 giờ chiều, trời cao mây trắng, thời tiết cũng bắt đầu vào hè, cho nên có chút nóng bức, mặt trời chẳng kiêng nể ai chiếu xuống những tia nắng, đây là một quán cà phê ở gần học viện Thánh Tâm. Bởi vì năm nay bắt đầu thực hiện chế độ nghỉ mùng 1 tháng 5 dài hạn, cho nên mấy hôm nay chính là kỳ thi của học viện Thánh Tâm, trong quán cà phê thường có những top 5 top 3 đi tới, bầu không khí thoải mái và khẩn trương đan xen vào với nhau. Ai mà đã từng là học sinh đương nhiên sẽ cảm nhận được cảm. Giác này, buổi sáng, nhận được điện báo của bạn học cũ ở Cambridge, ước hẹn thời gian gặp mặt, tới buổi trưa, chủ nhiệm câu lạc bộ huyết học, học tỷ Maria, sau khi tốt nghiệp đã vào làm việc ở tập đoàn tịch Đức, lần này là một trợ lý theo đội khảo sát đầu tư tới Trung Quốc. Đương nhiên, làm trợ lý trong một đội ngũ toàn là tinh Anh, thì công việc cực kỳ bận rộn, nhưng mà có thể làm được thì sẽ tích lũy được những kinh nghiệm cực kỳ quý giá và hữu dụng, vậy thì không cần, Maria cười. Hôm qua, sau khi xuống máy bay, ngoại trừ cùng các vị lão đại tham gia xã giao thì lại chỉnh lý vô số tư liệu, muốn nói chuyện với cậu cũng chỉ còn thời gian buổi trưa thôi. Cậu bây giờ thế nào, làm giáo viên, vô cùng đơn giản, nhã hàm cười, vỗ vỗ một số bài thi bên người HTTP. Tớ nghĩ cậu sẽ tới công ty của gia tộc làm, khi còn ở Cambridge, nghe nói bối cảnh của gia đình cậu không đơn giản, hứng thú của tớ lại không ở đó, đang hưởng phúc mà lại không biết phúc, cậu không biết có bao nhiêu người muốn làm việc trong công ty nhà mình đâu, cảm giác là một tiểu thư đại triển thân thủ thật thích. Nhã Hàm từ chối cho ý kiến cười cười, công ty tịch Đức cũng không tồi mà, một công ty tầm vóc quốc tế, cậu leo tới vị trí này, tuy mệt nhưng cũng vui đúng không, đúng là có cảm giác thỏa mãn về thành tựu, nhưng tớ thích khiêu chiến, Maria nhấp một hốc cà phê, nói, có biết không? Chỉ cần có thể thông qua lần khảo nghiệm này, học được đủ kinh nghiệm là có thể nhậm chức quản lý của một công ty đa quốc gia, tới lúc đó nếu như cậu lên làm bà chủ của công ty gia tộc, chúng ta có thể suy nghĩ ký hợp đồng, cậu với Hans bây giờ thế nào? maria đang nói hăng say khi nghe được câu hỏi này thì không khỏi khụ một cái mở to hai mắt nhìn thôi đi đã năm sáu năm qua rồi cậu không phải đang nghĩ chúng tớ sống cùng nhau đó chứ thế nhưng ngày đó tình cảm của hai người rất tốt tớ còn tưởng hai người đã kết hôn rồi chứ cái khoảng thời gian ở trường học đó hắn là một người điên cuồng trong công việc tớ cũng vậy cho nên mới tự động ghép thành một đôi nhưng thực ra mà nói trải qua lần đầu tiên trên giường không có cảm giác sau khi tốt nghiệp một thời gian nếu như kết hôn mà nam nữ lại một tháng chỉ làm tình được có một lần, cậu tưởng tượng xem cuộc sống sẽ như thế nào. Cho nên chúng tớ hợp rồi tan bây giờ thỉnh thoảng ăn cơm với nhau, vẫn là bạn bè tốt, đã không có cái bước lên giường, tớ cảm thấy cảm giác của hai đứa tớ bây giờ đã khác nhiều, chúng tớ có thể bù đắp, trao đổi về công việc cho nhau, đôi khi hỗ trợ đối phương hoàn thành công việc. Hữu Đạt dĩ thượng, có mà không giữ lấy, không người yêu, cái gì? Hai người đối thoại hơn phân nửa là tiếng Anh, non nửa thì dùng tiếng Trung nhưng Maria không tinh thông tiếng Trung cho lắm, đợi cho nhã hàm giải thích một phen, mới gật đầu, cảm giác cũng không khác lắm, vậy còn cậu? Bây giờ đời sống tình cảm thế nào? Rất phong phú, nhã hàm cười nói, rất phong phú, Maria lập lại từng chữ, cảm thấy hứng thú đầy mình vội hỏi, cậu đang một chân đứng hai thuyền, không thể nói được. Lúc mới tốt nghiệp, tớ nghe mọi người nói là có một tên hứa mặc gì đó đang theo đuổi cậu, ra thế rất tốt, năm ngoái bạn bè học lớp ở Cambridge vẫn nhắc tới chuyện này, thế nào? hắn giờ là bạn trai của cậu chứ, tới với hắn chẳng thể coi là bạn bè bình thường, lời đồn thật là đáng sợ. Nhã hàm uống cà phê lập tức tiết lộ nói, tớ hiện giờ đang làm tình nhân của người khác, gạt người, gạt cậu làm cái gì, đây đâu phải là chuyện gì vinh quang đâu, có một số chuyện cũng có thể nói với người bạn ngoại quốc này, nhã hàm lép mắt nói, người kia là đại quan Trung Quốc, không phải. Thế lực còn lớn hơn so với gia tộc của cậu, không phải, vậy sao cậu lại làm tình nhân của người ta, chương 384, Kelly hai bởi vì tớ thật rất thích hắn, nhã hàm cười, lặp lại từng chữ, tớ thật vô cùng, vô cùng yêu hắn, ác, Maria nhìn nàng một lúc lâu, xích xa nàng ra một chút. Vậy thì kệ cậu, nhưng mà cái loại cảm giác này như thế nào, tớ thì tớ không chịu nổi người đàn ông của mình lại có nữ nhân khác, cảm giác đôi khi rất vui vẻ, đôi khi rất ủy khuất, đôi khi lại rất áy náy, khi hài lòng thì trốn trong chăn cười, quỷ khuất và áy náy thì ngồi thừa ra. Tớ cũng không biết thời gian tới, chúng tớ có tới được với nhau hay không, nhưng mà, nàng gật đầu tớ sẽ cố gắng mấy câu nói chuyện phiếm với bạn bè thân kiểu này đương nhiên không cần phải chuẩn xác cho lắm maria đương nhiên cũng hiểu đợi nhã hàm nói xong nàng chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác hình như công ty của cậu chính là công ty công nghiệp nặng nam hải đúng vậy hôm qua trong tiệc chào đón cậu nhìn thấy cha tớ trương kính an ừ maria gật đầu cười trước khi nàng tới giang hải đương nhiên phải tìm hiểu tình hình nơi này cho rõ ràng cười cười nói thực ra lần này bọn tớ tới đây chưa xác định gì cả có khả năng thì lao vào thương nghiệp, cũng có thể làm ăn với nhà máy nguyên liệu hoặc nhà máy thành phẩm gì đó, nhưng mà chắc chắn sẽ tập trung vào phương diện công nghệ cao, đáng tiếc là không có cơ hội hợp tác với lĩnh vực công nghiệp nặng. Nếu không tớ có thể quyết định một số chuyện, vẫn chưa xác định mục đích, chỉ là sang đây khảo sát tình hình thôi sao, nhã hầm như mày, nhưng mà, nghe nói trong đội các cậu có một cô gái tên là Kelly làm sao cậu biết, Maria lấy làm kinh hãi. Ách cha của tớ hôm qua sau khi về, có nói một số việc đã thương nghị với các duy đặc tiên sinh sau đó nói tới có một cô gái tên là Celidaneime dường như có địa vị rất cao có chức kỳ quái chúng tôi nói với mọi người cô ấy tới du lịch vừa vặn có bạn trong đoàn mới cho đi cùng mà thôi nhưng ánh mắt của cha cậu đúng là lợi hại Baria có chút bội phục lướt mắt nhìn nàng đây là bí mật thương nghiệp nhưng mà nói cho cậu biết cũng chẳng sao cả cô gái tên là Celidaneime này chính là người bắt nhịp cũng là người có quyền quyết định mọi chuyện tất cả đều phải thông qua nàng mới có hiệu lực hình như là những nữ nhân ưu tú thường có những suy nghĩ giống nhau, biểu tình Maria lúc này rất là phức tạp. Không biết cô ta có quan hệ gì với tầng lớp lãnh đạo cao cấp của công ty hay không, bởi lần này chỉ là một dự án đầu tư, các duy đạc tiên sinh là người quản lý số 1, số 2 thế giới, vậy mà phải nghe nàng chỉ huy, trông như là một học sinh tiểu học chẳng biết gì. Lần này đúng là không hiểu được lý do tại sao tầng lớp lãnh đạo cấp cao lại làm như vậy, Kelly này thoạt nhìn so với cậu còn trẻ hơn, trước kia không nghe nói nàng ta có đầu tư gì cả, danh khí trên phương diện quản lý cũng không vậy mà đúng một cái xuất hiện các suy đặc tiên sinh cũng chẳng có cách nào chỉ nói với chúng tớ rằng tất cả các tư liệu đề án kế hoạch đều phải thông qua cô ấy tư liệu về những công ty đại tư bản của giang hải tớ nghĩ tớ có thể hỗ trợ nhã hàm thản nhiên cười nhưng mà kelly denime này rốt cuộc là loại người như thế nào nhỉ maria tới đây lần này một mặt là để ôn chuyện nhưng trọng yếu hơn đương nhiên là có thể sưu tầm được thứ gì đó Tuy rằng lần này nàng không giải thích được tại sao phải sưu tầm những tài liệu không liên quan lắm, không làm được chưa chắc đã bị mắng cho nên ngại không mở miệng, bây giờ thấy nhã hàm nói vậy, trong lòng ngừng. Dỡ, vội vấy ví, cô gái đó, tớ không biết nhiều cho lắm, trước đây đã nhận được thông báo, nhưng mà chẳng ai nhìn thấy, cho tới lúc lên máy bay nàng ta mới xuất hiện, nhưng cũng chẳng giao lưu với chúng ta, cứ ngồi một chỗ chơi bài ta rốt một mình. Các suy đặc tiên sinh nói chuyện với nàng, nàng ta cũng chẳng thèm phản ứng, nhưng nếu cậu muốn xem, ở đây có một tấm hình của nàng. Nàng lấy bức ảnh đưa tới trước mặt nhã hàm, bức ảnh này đại khái không phải là ảnh thực, mà là ảnh đã qua phục chế khi cắt từ video ra, màu sắc hơi nhẹ, trông có vẻ vô cùng tiên diễm. Khung cảnh đại khái là ở Venice, con đường ven sông, đội thuyền đang trở về, một cô gái mặc quần áo trắng đang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, hồn nhiên mà cuồng dã, đeo một cái kính dâm tương đối lớn, mái tóc đen tung bay, mang tới cảm giác mị lực, áo và quần đều có nhiều nếp nhăn hai tay đút trong túi, trông như sắp tới. Ngày tận thế, không thèm để ý xung quanh, phía trên phát để bọn tớ có thể nhận biết, các suy đặc tiên sinh cho tớ luôn, nàng rất đẹp, cảm giác rất mê người, được rồi, cậu không cảm thấy cô ấy rất giống một minh tinh điện ảnh hay sao, nhã hàm nhìn một hồi, vừa cười vừa nói, minh tinh điện ảnh, ai vậy? Chính là người này, nàng nỗ lực suy nghĩ một hồi, đại khái là đột nhiên nhớ tới, cho nên không nghĩ ra là ai, sau đó lấy một bộ ảnh ở phía sau, nói, giống sâu phi ma sô, không sai, thanh thuần, cuồng dã, lại rất có khí chất, nhã hàm cười quay đầu lại, đứng ở sau lưng nàng. Gia Minh đã tới, nhìn tấm hình kia, khẽ cao mày, Gia Minh đã tới là tốt rồi, giúp cô đem đống bài thi này tới phòng làm việc, đại khái là một lát nữa cô mới lên, giúp cô giáo cầm bài thi, em cảm giác mình hình như biến thành một học sinh ưu tú thì phải. Cao mày buông tấm hình, Gia Minh cầm tập bài thi, chuẩn bị lách người, nhã hàm cười nói, học sinh ưu tú, Cô cũng muốn vậy, Maria hỏi, hắn là học sinh của tớ, Nhã Hàm nhàn nhạt trả lời. Hai người ở trong quán cà phê hàn huyên một chút, khoảng chừng hơn nửa tiếng sau, Maria chuẩn bị trở về khách sạn tiếp tục công việc, điện thoại Nhã Hàm vào lúc này cũng vang lên, lúc nhận điện thoại, thần sắc có chút cổ quái, làm sao vậy? Maria hỏi. Sophie Maso buổi chiều đến trường học của chúng tớ tham quan, nói là vừa quyết định, không kịp thông báo sớm, bên trường học gọi điện, lần này các cậu tới Giang Hải đâu có liên quan gì tới trường học đi chỗ nào không đi, tại sao lại chọn trường học? Sophie Maso ở đây là ám chỉ Kelly nhé. Đi Kelly tiểu thư đến tham quan trường học, Maria cao mày suy nghĩ một chút, sau đó nhún vai, không biết, dù sao cô ấy là một quái nhân, nhưng mà chẳng nhẽ cậu không muốn cô ấy tới tham quan sao, không, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, ở trong phòng làm việc của nhã hàm cất bài thi, khi đi ra khỏi cửa. Gia Minh hơi nhíu nhíu mày, trong lòng dường như có chút cảm giác không tốt, nhưng cụ thể là cái gì thì lại không biết được, có lẽ là do hắn ấn tượng về Kelly Denny me quá sâu, cho nên nhìn lại tấm hình kia, trong lòng có chút cảm xúc. Dù cho lần này nàng tới đây chỉ để xác nhận giản tố ngôn có thật hay không, thì mình đã liên lụy tới Mỹ nữ lão sư, nếu như mình không ngụy trang cẩn thận một chút, thì rất có khả năng sẽ bại trận, chắc là không, nhưng lại có khả năng, mươi 385, mẹ anh họ gì. Một đến khi vào lớp, gia mình vẫn nghĩ đến những chuyện về đến Kelly, nhưng bề ngoài thì đương nhiên không ai nhận ra được, buổi chiều thi giữa kỳ hai môn, hơn nửa số học sinh đã vào lớp. Một số người nước đến chân mới nhảy, mà đa số thì tụng năm tụng ba lại nói chuyện với nhau, bàn bạc sẽ đi chơi ở đâu trong kỳ nghỉ dài mùng 1 tháng 5. Về phần loại quái thai trước giờ thì vẫn ngồi ngay ngắn học tập chương trình vật lý của đại học như Huân, có thể nói là hiếm có. Bởi vì là kỳ thi, vốn là hai người ngồi chung một bàn đã trở thành một người một bàn, nhưng bất kể thế nào thì chỗ ngồi của Huân vẫn luôn ở bên cạnh Gia Minh. Lúc này nàng mặc bộ quần áo màu trắng tao nhã, tóc dài che kín một bên mặt, trên đầu có đeo nơ hình cây anh đào trang nhã, ngồi lặng lặng đọc sách khiến bất kể nam sinh hay nữ sinh đi qua đều ghé mắt nhìn sang. Cũng vì khí chất bình thản, xinh đẹp như vậy, hai năm qua nàng đã nhận được vô số thư tình, cũng làm tan vỡ không ít trái tim pha lê của các thiếu nam ngây thơ. Mặc dù bây giờ vẫn là năm 1999, vẫn chưa đến thời đại giới tính cởi mở, hủ nữ, một thành trào lưu nhưng nàng thậm chí cũng nhận được mấy bức thư tình của mấy cô gái, khiến người ta phải khâm phục sức hấp dẫn của một cô gái người Nhật Bản khi nàng vừa đến Trung Quốc, người ta chỉ thấy nàng xinh đẹp, nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng tuyệt đối và sự gai góc khiến người khác không dám đến gần. Qua hai năm sau, sự gai góc khiến người khác chịu tổn thương kia đã ẩn giấu đi rất nhiều, vẻ lạnh lùng chuyển thành bình thản, qua thực đã đến trình độ nam nữ đều mê mệt, linh tĩnh nói đưa đồ dùng qua lại trong phòng thi không tốt lắm, sợ cô lại quên mang theo, nên chuẩn bị trước một hộp cho cô. Ném hộp đồ dùng học tập lên bàn của Huân, Gia Minh ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, cảm ơn, gật đầu. Một lát sau, nàng mới nói nhỏ, hôm qua thiên vũ quân có nói, đã xác định trong vài ngày sắp tới bùi la gia sẽ có hành động. Người của bọn họ sợ rằng đã ẩn nấp vào giang hải, chỉ là trước mắt còn chưa phát hiện ra. Ừ, tôi biết, Kelly Danny Me tới Trung Quốc, hợp tác giữa phim hoàng giác tỉnh và u ám thiên cầm lại tiến thêm một bước, bọn họ chắc chắn sẽ động thủ. Có điều hành động lần này khá bí mật, tôi cũng không nắm chắc được trọng điểm, nhưng thử suy nghĩ một chút, quá nửa là lại chạy đến giết người mà thôi. Trên người Cố Quân có mùi máu tươi nha, tối qua giết một tên sát thủ vừa đến Giang Hải, nhưng cũng chỉ là cái tay chân." Gia Minh thuận miệng đáp, sau một giây liền hơi sững sờ, quay sang nhìn thiếu nữ Nhật Bản bên cạnh, cô có thể nhận thấy tôi đã giết người, mùi máu tươi, rất khó nói rõ, trong một giây đó, trên khuôn mặt thanh lệ của thiếu nữ có xuất hiện nụ cười hay không, nàng nhìn Gia Minh. Bởi vì đoán rằng Cố Quân sẽ ra ngoài giết người nên tôi cố tình nói như vậy, là nói đùa, cô không ngoan, một lát sau gia minh liếc qua nói, cố quân muốn vũ đầu tôi sao? tôi đã nhận ra, khuya hôm nay tôi sẽ nặng tay. hắn cười lạnh, cùng nói chuyện dừng ở đây. sau khi thiên vũ chính tác tới đây, tâm tình của huân hai ngày qua có vẻ hoạt bát hơn rất nhiều. cũng không biết hắn nói những gì với huân, nhưng nói tóm lại, có thể tưởng tượng ra thiên vũ chính tác không có bao nhiêu tình cảm với huân, những gì hắn muốn huân làm đơn giản chỉ là quyến rũ mình, lặng lẽ kéo mình vào cuộc chiến với bùi la gia, chuyện này cũng không coi là cấm kỵ gia minh muốn lợi dụng người khác thì đương nhiên cũng phải lường trước sẽ bị người lợi dụng ngược lại hắn không để ý đến những tính toán như vậy mà là mỗi khi thấy huân từ từ biến chuyển đều khiến hắn nhớ tới thế giới hắn đã từng trải qua kia thi thể giống như con vướng thể mỹ sau khi tự sát trong phòng kia cô gái từng bị làm tổn thương bị cưỡng bức sau đó vẫn giữ gìn trái tim thống khổ của mình sống cô đơn trong một không gian hiu quạnh suốt 8 năm trời cuối cùng lựa chọn kết thúc tính mạng của mình chỉ vảnh vẹn để lại một thi thể lạnh lẽo mà xinh đẹp mà ở một thế giới khác thiếu nữ đó thoát khỏi con đường trước đây, từ từ lớn lên, cái từ hoạt bát này, sợ rằng trong cuộc sống vốn có quần nàng, có lẽ chưa từng tồn tại. Cũng không phải nói hắn đa sầu đa cảm thế nào, tương quan so sánh, chuyện này có lợi cho việc hắn nắm bắt suy nghĩ của mấy người ngự thủ thương, Phương Tri Thiên, Natalia An một cách khách quan hơn, nhưng bất kể thế nào, chuyện như vậy vẫn khiến người ta cảm thấy kỳ diệu, thuần thức. Khoảng 3 giờ 30 phút, kết thúc môn thi đầu tiên, tiếng chuông vang lên, Tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi khoảng 20 phút, ngồi tại chỗ nhìn ra ngoài sân vận động một cách nhàm chán, chiếc đồng hồ điện tử trên tay trái bỗng hơi rung động, nghe được tin tức từ ống nghe điện thoại không khỏi khiến hắn hơi há hốc mồm. Chừng vài phút sau, Đông Phương Uyển cũng cầm điện thoại di động chạy tới, vỗ vỗ lên bàn hắn, vẻ mặt rất thần bí, "Mau đi, mau đi, chuyện gì vậy?" Phật nhìn, hắn và Đông Phương Uyển vẫn thường bất đồng quan điểm, nhưng trên thực tế vẫn xem như bạn bè khá đặc biệt. Lúc này thấy bộ dạng khẩn trương mà thần bí của nàng, Gia Minh cũng đi theo ra ngoài, chạy xuống khỏi khu dạy học, Đông Phương Uyển nói, dẫn cậu đi thấy một người, ừ, chính là người mà cậu khoe với đám người ứng tử phong là có quen biết đó, người dẫn đầu đoàn đại biểu của tập đoàn tịch Đức lần này. Mình cho cậu biết, lần này những người của tập đoàn tịch Đức đến đây, bề ngoài thì Gies là người quyết định, nhưng thực ra người có quyền quyết định không phải Gies mà lại là một cô gái. Đây là chuyện bí mật, cậu không nên nói với những người khác, mình vất vả lắm mới moi được tin tức từ anh trai và cha mình đó bí mật, đi qua bồn hoa, Gia mình lặp lại một cách bất đắc dĩ. Thực ra nói Gies không phải người quyết định cũng hơi chút oan uổng, trước mắt Kelly Denime là người có địa vị cao nhất trong đoàn đại biểu đầu tư lần này, nhưng không đồng nghĩa với nàng sẽ tự mình quyết định mọi chuyện. Nói đúng ra, nàng đại biểu cho Natalian, nữ hoàng của U ám thiên cầm, người đứng đầu có thể đại biểu cho một nửa gia tộc Rothschild, lần này tập đoàn tịch đức đầu tư ở Giang Hải, đối với các thương nhân thì có vẻ rất quan trọng, nhưng đối với những người như Natalian chuyện này thực sự nhỏ đến không cần nhắc tới. Lần trước cậu nói bừa rằng đó là một cô gái, không ngờ lại thực sự đoán chúng, cô gái kia là Kelly Denime. mình nghe nói lúc này cô ta đang đến tham quan nơi này, chúng ra đi nhìn xem, cậu cũng có thể biết cô ta là người thế nào. mươi 386, mẹ anh họ gì, hai gia mình thở dài, nhìn mặt hay không thì có gì khác nhau, cậu muốn công ty đồ chơi có thể hợp tác với cô ta sao, công ty đồ chơi của mình rất nhỏ, không có tư cách hợp tác với bọn họ. Nhưng lần trước cậu đã nói khoác với ứng tử phong, lôi khánh như vậy rồi, dù sao thì cũng phải nhìn mặt chính chủ một lần chứ. Bất cứ tập đoàn nào muốn làm ăn tại Giang Hải, mặc dù đa phần sẽ hợp tác với các tập đoàn, công ty lớn có danh tiếng, nhưng cũng không nhất định là sẽ luôn như vậy, hoàng gia nhà cậu. Ừ, mặc dù tạm thời gặp chút khó khăn nhưng dù sao cũng quá quen thuộc với Giang Hải, chưa biết chừng còn có chút cơ hội hợp tác, hơn nữa nghe nói gần đây Phương Tri Thiên còn tự mình tìm đến. Ách, Đông Phương Nguyễn rất nhiệt tình đặc biệt là những chuyện có chút quan hệ với mình, nàng thường quá mức bao đồng. Một lát sau, nàng quay đầu lại, hỏi, lần đó, rốt cuộc Phương Chi Thiên tìm cậu làm gì vậy, nghe đồn cậu bắt nạt nhược nhược, nhưng lần trước cậu cũng chỉ gặp nhược nhược có vài lần, hơn nữa mình cũng đi theo, khụ, thực ra lần trước Đông Phương nhược vừa gặp đã yêu mình, sau khi trở về liền ngã bệnh, đi chết đi. khinh bỉ một tiếng, sau đó nàng lại lắc đầu, thôi được, dù sao mình cũng biết bản lĩnh quấy rối và làm bậy của cậu là số một. Nàng nhận thức gia minh cũng khá sâu sắc và rõ ràng biết cho dù có hỏi tiếp thì phần lớn cũng không có kết quả gì, hơn nữa người này có quan hệ với chị Tố Ngôn, chị Tố Ngôn đã từng cứu Phương Chi Thiên, bọn họ có biết nhau cũng không phải không thể. Mặc dù Đông Phương Uyển gọi Gia Minh ra ngoài, nhưng nàng cũng chỉ biết Kelly tới trường học tham quan mà cụ thể là đang ở đâu thì lại không biết được, hai người vòng vo trong trường học một lúc lâu, hỏi thăm mấy người, sau đó mới phát hiện đoàn người tham quan ở khu nhà thí nghiệm. Từ xa nhìn lại, trừ nhóm người lãnh đạo của trường học bao gồm cả nhã hàm, cô gái ngoại quốc dẫn đầu cao khoảng 1m65, đeo mắt kính gọng dài cộp, mái tóc đen cắt rất ngắn tung bay theo gió, áo màu vàng nhạt, áo khoác không có tay màu đen, quần bó màu đen, ống quần bao đôi giày da màu đen lại hơn. Nửa, thoạt nhìn giống một đứa sinh viên đại học rụt rè nhưng lại lộ ra vẻ độc lập, khóe môi khẽ mỉm cười, đang gật đầu lễ phép với mấy người lãnh đạo trường học. Theo sau nàng là tám tên vệ sĩ mặc đồ tây màu đen, nhìn kìa, đó là Kelly Denimer, nghe nói là thân thích của chủ tịch tập đoàn tịch đức dẫn theo tám vệ sĩ mình nghĩ nhất định là cô ta cảm thấy rất không an toàn gia minh nhíu mày đó là cần thiết cũng rất tốt đúng rồi hôm qua sau khi xem ảnh cha mình nói cậu thấy người thứ hai từ cuối lên người vệ sĩ có vóc người lớn nhất đó nghe nói trước đây là quyền vương hạng nặng ở châu âu đúng rồi không phải cậu nói rất quen thuộc vị tiểu thư kelly này sao còn nói cô ta đồng tính luyến ái bây giờ đến đó nói thử xem đông phương uyển cười châm chọc gia minh đảm bảo cậu sẽ bị hắn đánh bẹp, đập dẹp chỉ với một quyền, cậu biết cô ta không phải đồng tính luyến ái. Hơn nữa không có lý do gì cho thấy cô ta không thích chính thái, hai nhà gia minh nhún vai, hai người đứng ở đó nhìn một lát thì tiếng chuông vang lên, ở phía bên kia, nhã hàm cũng thấy bọn họ, nàng cười vẫy tay ý bảo hai người trở lại phòng thi. Trở lại phòng học, bắt đầu thi môn thứ hai, trường học trở nên đặc biệt yên tĩnh, đến khi làm bài thi được khoảng 30 phút, tiếng bước chân vang lên phía ngoài hành lang, không lâu sau, Kelly Dennyman xuất hiện ở ngoài cửa lớp. Có lẽ do nàng chủ động yêu cầu, lúc này hầu hết các vị lãnh đạo đều không ở đây, chỉ còn lại nhã hàm tiếp đón vị khách nước ngoài quan trọng này, nàng nhỏ giọng giới thiệu, tám tên vệ sĩ vóc người cao lớn đi theo đằng sau, đây là lớp 11 ban 6. Trước đó khi đi qua mỗi lớp học, Kelly chỉ ghé mất nhìn qua rồi đi thẳng, nhưng lần này nàng lại dừng lại ngay cửa lớp học, nhã hàm hơi nhíu mày, nhỏ giọng giới thiệu, trong chốc lát, học sinh đang làm bài thi trong lớp cũng bị ảnh hưởng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn mỹ nữ da trắng này. Kelly không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, ánh mắt quét qua cả phòng học một cách thú vị, một lát sau, nàng mới nói nhỏ với Nhã Hàm bằng tiếng Anh, "Tôi có thể vào xem chứ? ạch, vấn đề này rất khó hiểu." Trong chốc lát Nhã Hàm cũng không biết phải trả lời thế nào. Mà Kelly thì cho rằng nàng đã đồng ý, lập tức bước vào lớp học, nhấc chiếc ghế trên bục giảng lên, nhỏ giọng nói, "Cho tôi mượn, cảm ơn, giám thị coi thì không biết rốt cuộc là chuyện gì." Quay sang nhìn Nhã Hàm, nhã hàm phất tay để hắn coi như không có chuyện gì xảy ra. Bê ghế đi ra ngoài qua cửa trước, nàng đi thẳng tới cửa sau, trong ánh mắt khó hiểu của đám học sinh, nàng đi thẳng vào chỗ cuối lớp, đặt chiếc ghế xuống ngay bên cạnh gia minh, trong lớp học, đông phương uyển há hốc miệng thành hình chữ O, thầm nghĩ lẽ nào hai người này thực sự quen nhau. Lẽ nào cô gái kia đúng là đồng tính luyến ái, sắc mặt đồng dạng hơi thay đổi đương nhiên là nhã hàm vẫn luôn theo sau Kelly Denime, không cần Kelly Denime nói, tám tên vệ sĩ liền đứng chắn cửa sau lớp học lại, Nhã Hàm không biết phải làm gì, chỉ đánh phất tay, nói với những học sinh đang quay lại nhìn. Tập trung làm bài thi đi, thiếu nữ da trắng cứ ngồi bên cạnh Gia Minh, nghiêng đầu nhìn hắn làm bài thi một cách hướng thú như vậy, nghiêng đầu sang nhìn cô gái bên cạnh, Gia Minh tỏ ra nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục làm bài thi của mình. Kelly Danny mẹ cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn hắn làm bài, dường như thầy giáo dạy kèm tại nhà của Gia Minh vậy, lúc này đã là hơn 4 giờ, trời chiều ngả về Tây, ánh nắng vàng ống xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai người, Dường như muốn khắc họa khung cảnh yên tĩnh này thành một bức tranh. Đứng ở đằng sau, theo thời gian trôi qua, nhã hàm cảm thấy bị đè nén, với tư cách người biết chuyện, nàng cảm thấy bầu không khí lúc này thực sự hơi quỷ dị, càng nhiều hơn là nàng lo lắng cho Gia Minh, 4 giờ 15 phút, cuối cùng Gia Minh cũng không nhịn được, đặt bút xuống. Không phải hắn không đủ kiên nhẫn, nhưng một việc cuối cùng cũng phải có một kết quả, nếu đối phương đã muốn tìm mình thì kéo dài thời gian không có ý nghĩa gì cả, huống chi đối với một thiếu niên, bị một người nhìn chằm chằm hơn 10 phút cũng chính là thời khắc mất đi tính nhẫn nại. Lúc này, hắn nghiêng đầu sang, nhẹ giọng hỏi, chào cô, có chuyện gì vậy? Bên cạnh, Kelly Denny Me nở nụ cười, sau đó nói bằng tiếng Trung không chưa chảy lắm, từng câu từng chữ, giọng nói nhu hòa mà bình thản, ý nhị đến không nói nên lời, mẹ của anh, họ gì, già mình níu mày, mươi 387. Trực giác chất giọng nhu hòa và giọng điệu kết hợp giữa phương Tây và Trung Quốc cổ quái vang lên trong lớp học, bầu không khí trở nên khá cổ quái giống như khúc mở đầu của Tây Du Ký, đầu tiên là khiến người ta sững sờ, khó hiểu. Lớp học yên lặng lại trong một chớp mắt, sau đó tiếng cười có lớn, có nhỏ vang lên khắp phòng, ra mình há hốc mồm, ngây ngẩn tại chỗ, không biết phải trả lời thế nào. Kelly vẫn nhìn hắn một cách thuần khiết, sau một lát, nàng mới cân nhắc từng câu từng chữ, nói, cha anh khỏe không, ồ, xin lỗi ông ấy đã chết. Ừm, um, vậy ông anh, mới đây có tang lễ của một người, vậy anh chị em anh, nói chuyện một cách máy móc đến lúc này, cho dù là ai cũng đều nhận ra có gì đó không thích hợp, Gia Minh từng nghĩ xem mình có để lộ sơ hở nào không. Kelly sẽ thử dò xét mình ra sao, nhưng bất kể thế nào hắn cũng không nghĩ ra, đối phương thậm chí lại ngây ngang, ngang tới đây, còn hỏi những câu như vậy, hít sâu một hơi, hắn nói, cô muốn hỏi già trẻ cả nhà của tôi ư, Kelly hơi ngạc nhiên, sao, không được ư, hình như tôi không còn, suỵt. Gia Minh vừa mở miệng thì Kelly đã đặt một ngón tay lên môi, ý bảo hắn không nên nói tiếp mái tóc nàng được cắt ngắn, lúc này lại tháo mắt kính xuống, trong mắt người khác, nàng biến thành một thiếu nữ xinh đẹp mà phóng khoáng, mỗi hành động đều mang theo sức hấp dẫn kỳ lạ, cất mắt kính đi, nàng lấy một chiếc máy tính sách tay cỡ nhỏ từ túi sách ra, nói rất nghiêm túc. Nói ra rồi sẽ không tốt lắm nha, sẽ làm tôi bị tổn thương, đặt máy tính lên bàn của Gia Minh, nàng nhẹ nhàng ấn vào nút màu trắng trên đó, ngón tay yêu nhã vòng hai vòng trên không trung tựa như đang chỉ huy một bàn hòa nhạc long trọng. Nhưng không có âm nhạc, trên màn hình máy tính là màn đấu súng ở đầu đường tại New York vào dịp Giáng sinh. Mặc dù hình ảnh hơi mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ cô gái mặc áo gió màu trắng ở đầu đường, xe hơi nổ tung, lửa cháy hỗn loạn, tình cảnh nàng rơi súng bán phá điên cuồng và hoa mỹ kết hợp với lại với nhau. Màn hình không lớn, lại không có âm thanh, vì vậy đoán chừng chỉ có Gia Minh và Kelly thấy rõ hình ảnh trong đó. Đến khi đoạn phim chiếu hết, Gia Minh mới nói, nếu cô muốn tìm chị ấy. Còn chưa nói xong thì khuôn mặt xinh đẹp của Kelly đã dán sát lại, gần như chạm đến gương mặt hắn giọng nói ẩn chứa sự tức giận và hung ác anh để lộ rất nhiều thứ gia minh bạn học tiếng gì tay không lớn có lẽ chỉ có gia minh và chính nàng mới có thể nghe rõ sau khi nói câu này kelly ngồi trở lại ghế của mình bốn con mắt lạnh nhạt nhìn nhau khu vực nhỏ này an tĩnh lại bóng dáng hai người đắm chìm trong ánh nắng chiều viêm hoàng giác tỉnh không dám điều tra anh không có nghĩa là tôi cũng không dám bùi la gia bị anh theo dõi bọn họ không điều tra được anh không có nghĩa là tôi cũng không thể biết tại sao tôi lại đến đây không? Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai già minh tượng như người yêu đang thủ thỉ, mang theo vẻ đắc ý. Kè Linh nghiêng người sang ghé sát vào tai hắn nói chuyện. Sai lầm trực tiếp nhất là phạm vi dự bí mật của anh quá rộng, anh không nên nói tên tôi cho vị cô giáo nhã hàm ở đằng sau kia. Tại sao cô ta có thể nhận ra tôi qua ảnh chụp ở chỗ Maria? Chuyện trùng hợp như vậy anh không cảm thấy nghi ngờ sao? Ồ, tôi thực sự giống Sophie Masohu. Mặc dù lời khen này làm tôi rất vui, nhưng cũng không thể khác được hôm nay tôi muốn vạch trần anh đương nhiên anh có thể lựa chọn chia sẻ bí mật này với tôi hoặc là tôi sẽ công khai bí mật này để nó không bao giờ còn là bí mật nữa gia minh thầm thở dài trong cuộc đời trước hắn chưa hề thực sự chạm mặt với kelly chỉ có nhiều lần dính líu khi bùi la da bị gài bẫy hơn nữa sự biến hóa của thế cục cả thế giới ngầm khi đó khiến hắn rất khâm phục nàng hắn làm tất cả mọi việc dựa trên kinh nghiệm nắm giữ sự biến hóa của thế cục trong phạm vi nhỏ vô cùng chính xác nhưng những vấn đề như cái nhìn đại cục thì có lẽ nhã hàm còn lợi hại hơn cả hắn muốn so tâm trí với kelly danny thì không khác gì dùng sở đoàn của mình tấn công sở trường của đối phương đương nhiên hắn đã tưởng tượng rất nhiều tình huống bị đối phương bóc trần có điều hắn không ngờ được lại xảy ra trong tình huống thế này vì vậy chỉ có thể tiếp tục duy trì vẻ mặt ngây ngô tiếp tục nghe giọng nói nhiều hòa mà ngọt ngào của thiếu nữ da trắng sở dĩ maria được chọn vào đoàn đại biểu đầu tư bởi vì trước đó chúng tôi đã sớm điều tra ra quan hệ bạn học giữa cô ta và cô giáo nhã hàm mà cô giáo nhã hàm từ khi hai người trở lại từ mỹ quan hệ giữa hai người tin tức này cũng không tính là quá cơ mật với viêm hoàng giác tỉnh vì vậy chúng tôi cũng có thể biết bức ảnh cũng là tôi cố ý sắp xếp chúng tôi đặt máy nghe trộm trong túi sách của cô ta đây vốn chỉ là để phòng ngừa chu đáo mà thôi không ngờ nó lại phát huy tác dụng nhanh như vậy sự tồn tại của tôi Thực ra trong tin tức tình báo của cả viêm hoàng giác tỉnh hay cao thiên nguyên, hoặc là bí mật, hoặc là không quan trọng gì, chỉ là bạn của Natalie, lần này tôi tới đây, cao tầng của viêm hoàng giác tỉnh đương nhiên sẽ biết. Vốn dĩ về bối cảnh của cô giáo nhã hàm, làm sao có thể biết sự tồn tại của tôi được, lại càng không thể có hứng thú gì với tôi, nhưng buổi trưa hôm nay, trong cuộc nói chuyện giữa cô ta và Maria, cô ta cũng là người đầu tiên nhắc đến tên tôi. Dĩ nhiên, việc này còn có một lý giải khác, nguồn tin của cô giáo nhã hàm Chứ anh ra còn có một người là thầy giáo hớ mặc hắn là bạn tốt của ứng tử phong nên có thể biết được tin tức về tôi nhưng cho dù là ứng tử phong thì cũng chỉ có thể biết được tôi người có quyền quyết định không thể biết được nhiều hơn về tôi lui một bước mà nói hiện giờ quan hệ giữa thầy giáo hớ mặc và cô nhã hàm đang không tốt hơn nữa ngành nghề công nghiệp nặng của trương gia không hề có điểm chung gì với việc kinh doanh của tập đoàn tịch đức cho dù muốn lấy lòng cô giáo nhã hàm thì bí mật như vậy cũng không hề có ý nghĩa gì với trương gia cho nên 98% trở nên, Cô ta biết về tôi thông qua anh, tại sao anh lại biết tôi, tại sao anh chú ý đến tôi, anh thâm mến tôi ư?" Gia Minh cười, cô đến chữa bệnh cho Đông Phương Nhược, thân phận nhạy cảm như vậy, chị Tố Ngôn chắc chắn sẽ chú ý đến cô, hoàn toàn sai, Kelly lập tức phủ nhận. Tạm thời cho rằng anh có lý do để chú ý đến tôi, nhưng nếu anh không phải người mà tôi nghĩ thì căn bản không thể biết được bất kỳ tài liệu cụ thể nào về tôi cả, trước khi anh không biết rõ về lai lịch của tôi, anh chắc chắn sẽ không nói ra cho người phụ nữ của mình, biết tại sao không? nàng cười nhẹ, ánh mắt toát ra vẻ kỳ dị. Những người có cuộc sống trong thế giới ngầm như chúng ta giống như một con sói, những chuyện thực sự liên quan đến bản thân mình, sẽ chỉ có bản thân mình lặng lẽ gánh vác, có bị thương cũng chỉ có chính bản thân mình thấy, bất kể anh có gì vướng bận hay không thì cũng đều như vậy. Ví dụ về anh rất đặc biệt, anh có ba người cần phải quan tâm, trước mặt bọn họ, có lẽ anh sẽ nói một số chuyện vụn vặt để bọn họ vui vẻ, để chính mình thả lỏng một chút, đồng thời cũng để họ thấy anh chia sẻ thế giới riêng của mình cho bọn họ, nhưng trên thực tế, anh sẽ chỉ nói ra những gì mình cảm. Thấy chắc chắn, mà một khi gặp phải chuyện mình không nắm chắc hoặc thực sự có nguy hiểm, anh sẽ giấu giếm bọn họ, lựa chọn một mình đối mặt, cho nên, nếu không phải anh hiểu tôi rất rõ thì căn bản sẽ không nhắc đến tôi với cô giáo nhã hàm, không phải sao, ra mình sườn suốt một hồi lâu. Nếu là việc chị Tố Ngôn làm, thực ra tôi, không tồn tại người tên giản Tố Ngôn, tràn đầy tự tin, Kelly nói như chém đinh chặt sắt, từ đầu đến cuối sự tồn tại của cô ta quá mờ nhạt. Một cô gái hoàn mỹ, vô địch, đến thời khắc nguy hiểm liền xuất hiện, nguy hiểm qua đi thì giống như hoàn toàn không tồn tại, khắp nơi trên thế giới đều không thấy bóng dáng của cô ta, cô ta đi đâu, bất kỳ tài liệu ở mọi phương diện đều nói lên, cô ta chỉ là hình tượng giả dối, chỉ có vậy. Đương nhiên không chỉ có vậy, quan trọng nhất là, tôi yêu cô ấy, Kelly ngẩng đầu lên, Gia Minh có thể thấy rõ, đây là bệnh trạng mỗi khi nàng mê gái, vừa nói, Kelly vừa vân vây đôi tay ở trên đùi. Cô ấy là một hình tượng hoàn mỹ. Mỗi ngày tôi đều nằm trên giường xem lại đoạn phim này rồi thầm nghĩ, nếu cô ấy thực sự tồn tại thì tốt biết bao. Tôi nhất định phải gặp cô ấy, phải trở thành nữ nhân của cô ấy để cô ấy dạy dỗ tiểu Kelly thật tốt. Nhưng cũng vì đạo lý đó, cô ấy hoàn mỹ, vì vậy trực giác cho tôi biết, cô ấy nhất định không tồn tại. Vấn đề là chị ấy thực sự tồn tại, hơn nữa cũng không hoàn mỹ. Tôi không chấp nhận nặng nề nói ra kết luận này bên tai gia mình. Hai người nhìn chằm chằm nhau. Gia Minh giang tay ra, mở trừng mắt. Cô không thể chỉ dựa vào trực giác của mình để, chưa dứt lời thì Kelly đã đứng phát dậy, hai tay vỗ mạnh xuống bàn, một chiếc bút máy văng ra, bài thi bay lên, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt cô gái đã đầy nước mắt, nàng oán hận hét, anh lừa tôi hai năm trời. Ánh mắt mọi người trong trường thi đều bị bên này hấp dẫn, nhìn Gia Minh giống như một gã gian phu bội tình bạc nghĩa, Gia Minh giang tay ra, không biết phải ứng đối thế nào, hành động này cũng quá bừa bãi, trường 388, không có nhiều thời gian, một anh lừa tôi hai năm. Kelly bộc phát cảm xúc thực sự hơi kinh người, khi nàng nói ra những lời này kèm theo nước mắt, tình cảnh trong cả phòng thi có thể nói là đồ sộ. Mặc dù học sinh ở thánh tâm trưởng thành, yêu sớm hơn những người cùng tuổi rất nhiều nhưng cũng chưa từng thấy một cô gái có thân phận, có địa vị chạy tới trường học nói ra những lời như vậy, trong chớp mắt, mọi người đồng loạt nhìn sang. Trong hơn 10 phút vừa rồi, từ thái độ của Nhã Hàm và tám tên vệ sĩ đi theo phía sau Kelly kia cũng đủ để nhận ra cô gái này có lai lịch không tầm thường, mà những người biết rõ lai lịch của thiếu nữ này như Đông Phương Uyển thì lại càng trợn mắt há hốc mồm, không hiểu tại sao Gia Minh lại có bản lĩnh lớn. Như vậy, nhìn thái độ tựa như oán phủ của Kelly Denime, dường như Gia Minh chưa đồ nàng rồi sau đó lại vứt bỏ vậy, tám tên vệ sĩ vẫn không nhúc nhích, mặc dù Nhã Hàm không biết phải làm sao, nhưng thấy nàng trở nên kích động liền vội vàng đi tới. Kelly tiểu thư, như vậy là không còn gì để nói nữa đó cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi xa minh nhún vai nhỏ giọng nói nhưng bất kể thế nào hắn không tin phán đoán của kelly chỉ đơn thuần dựa vào trực giác trên thực tế trong quá trình suy đoán vẫn có nhiều vấn đề không được nói ra nhưng có thể tưởng tượng ra kelly đã tiếp cận hắn thì những vấn đề này nhất định đã có được lời giải đáp hắn nhíu mày suy nghĩ xem nên đối phó với tình huống trước mắt thế nào mà kelly thì nhẹ nhàng tránh khỏi cánh tay nhã hàm cúi người xuống trên khuôn mặt đầy nước mắt là nụ cười đắc ý nhưng tôi có cơ hội chứng thực nàng khôi phục vẻ mặt buồn bã đứng lên lui về phía sau hai bước đưa tay lên lau lau nước mắt nhã hàm đang muốn đỡ nàng nhưng nàng đã phất tay cảm ơn tôi không sao nàng quay người lại nói với tám tên vệ sĩ các anh giúp tôi giết hắn đi nàng vừa dứt lời thì một người ở bên cạnh đột nhiên đứng lên là huân từ đầu đến giờ vẫn lạnh lùng im lặng nhã hàm cũng tỏ ra nghiêm túc hơn kelly tiểu thư ở đây là trung quốc tôi biết hơi sụt sịt Kelly Dương cầm lên. Vì vậy cô nên gọi cảnh sát nhanh đi, lúc này tiếng hò hét hỗn loạn đã vang lên khắp phòng. Giám thị coi thi không biết nên làm thế nào, những học sinh có tinh thần trượng nghĩa như Đông Phương Uyển thì không biết có nên đến nói vài câu hay không, càng nhiều học sinh lại kích động kéo bàn ghế lui lại phía sau, chuẩn bị một khoảng trống cho trận đánh nhau sắp diễn ra. Tám tên vệ sĩ này vừa nghe mệnh lệnh của Kelly liền bước lên phía trước mấy bước, tạo thành nửa vòng tròn vây ra minh lại, cánh tay huân rung lên, một thanh dao nhỏ trượt ra, Quay đầu lại nhìn lại thấy Gia Minh ra dấu tỏ ý không sao cả, cô không cần xen vào, Kelly tiểu thư, rốt cuộc cô muốn làm gì? Mắt thấy mấy người đàn ông đã chặn ở phía trước, Nhã Hàm thực sự vẫn không dám tin rằng đối phương sẽ điên cuồng như vậy, nàng biết bản lĩnh của Gia Minh, nhưng cũng biết Gia Minh luôn muốn giữ bí mật về điều đó, nếu như có thể đè chuyện này xuống thì mới là tốt nhất. Ở phía trước, Kelly lau nước mắt, dương cầm lên, nói, hắn phụ bạc tôi, vì vậy tôi muốn giết hắn, cô không cần quan tâm. Nhã Hàm còn muốn nói chuyện tiếp thì Hoan đã đi đến bên cạnh, cầm tay lôi nàng ra ngoài, mặc dù thiếu nữ Nhật Bản không dự định sẽ ra tay nhưng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Kelly. Nhã Hàm quay đầu lại nhìn, đến khi bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Gia Minh mới cắn môi, đi qua giữa đám vệ sĩ kia, "Tiểu thư Kelly, tôi hy vọng cô có thể giữ chừng mực, chuyện này chúng tôi sẽ không bỏ qua." Nàng đi qua bên người Kelly, đứng trên ban công lấy điện thoại ra gọi, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát tình huống của Gia Minh ở bên trong. Bất kể Kelly có thân phận lớn đến mức nào, nhưng gây ra chuyện như vậy ngay trước mặt nàng, nàng thực sự rất tức giận. Phòng thi dần yên tĩnh trở lại, tỉnh tảo lại sau cơn hưng phấn, đám học sinh này hiểu nếu để người ngoại quốc đánh bạn học ngay trước mặt mình cũng không phải chuyện vinh quang gì, nhưng nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của mấy tên vệ sĩ kia, đoán chừng cho dù cả lớp sông lên thì cũng không làm gì được bọn họ cả. Huống chi thường ngày gia minh cũng không giao thiệp với mọi người, thứ hai là Kelly nói gia minh phụ bạc nàng, mọi người cũng không biết phải làm gì cả chỉ có Đông Phương Uyển lấy điện thoại ra gọi người giúp, quá nửa là gọi cho cha hoặc anh trai mình. Gia Minh bất đắc dĩ đứng bên cửa sổ nhìn đám vệ sĩ chắn trước mặt mình, tám người đi theo Kelly này, có người từng là quyền phương, có người là quyền thủ chợ đen, có lính đánh thuê thuộc u ám thiên cầm, thậm chí còn có cả dị năng giả. Lúc này nhận được lệnh ra tay với một thiếu niên vóc người nhỏ bé, đồng thời với việc phục tùng mệnh lệnh, trong mắt đám người này rõ ràng đều có vẻ nghi ngờ. Chỉ là nếu Kelly muốn phải đánh chết, Vậy thì phải hoàn toàn không nương tay mới được, cũng là tên quyền vương hạng nặng lúc trước Đông Phương Uyển đã nhắc tới tiến lên, trầm giọng nói, "Azuadi, ở phía sau, Kelly kích động giải thích, hắn hỏi đã chuẩn bị xong chưa nha." Gia Minh không khỏi cười bất đắc dĩ, nếu đến bây giờ còn không hiểu được ý định của Kelly, vậy thì thực sự quá chỉ độn rồi, cô gái điên cuồng này căn bản là không hề cố kỵ bất kỳ điều gì, chỉ muốn làm việc mình thích. Hiện giờ nàng muốn tám người này ra tay với mình không chút đương tay nếu mình đối phó được thì chẳng khác gì tự chứng minh thân phận, nếu mình không phải giàn tố ngôn chân chính thì e rằng sẽ bị đánh chết cũng chưa biết chừng. Hai người trao đổi qua Internet đã hai năm, bằng tài liệu gia minh nắm giữ được, muốn tìm ra chủ đề hứng thú của đối phương không phải việc khó, nói là hai người không gì không thể nói cũng không quá đáng. Chỉ là dựa theo thẩm mỹ quan của Kelly, về chuyện hắn phải là một mỹ nữ, nàng khá cố chấp, không chịu chấp nhận lời giải đáp khác, bởi vì ban đầu xuất hiện, gia minh khiến nàng cảm thấy vô cùng thần bí vì vậy giao tiếp qua hai năm có lẽ cô gái này vẫn xem việc tìm ra hắn là một trò chơi rất thú vị nếu đã chơi đến bước này rồi không tránh khỏi một vài chuyện sẽ phải thẳng thắn với nhau nhưng cho dù thua thì cũng không thể vì bị nàng dọa một lần liền không đánh đã khai quan hệ ở cấp độ này nhất định phải có nở nụ cười bất đắc dĩ mà vô hại hắn ném áo ngoài thẳng tới tên quyền vương kia sau đó quát lớn vang vọng cả phòng học đón đại suất bi thủ của ta buổi chiều nắng nóng hắn ngồi bên cửa sổ cởi áo ngoài ra vắt lên ghế dựa. Lần này chỉ là thuận tay vung ta, chiếc áo tung bay như lá cờ, vừa vặn che chắn tầm mắt quyền phương kia lại, chương 389, không có nhiều thời gian, hai bị che mất, tên cao lớn đến từ châu Âu này đưa tay lên chặn, đẩy theo bản năng. Một tiếng rầm vang lên, tuy ra minh hét lên rất có khí thế nhưng cũng chỉ biết cầm ghế lên nện tới. Mặc dù chất lượng của chiếc ghế học sinh này không tốt lắm nhưng dù sao bốn chân cũng đều là ống thép mỏng, Lúc này hung hăng nện lên tay quyền vương kia qua lớp áo nhưng hai chân ghế thậm chí bị đập cong lại, bắn ngược về phía sau, đập vỡ cửa kính rồi rơi xuống lầu. Chiếc áo của Gia Minh bay trở lại sau cú vung tay của quyền vương kia, vốn cũng bị bay xuống dưới lầu theo chiếc ghế nhưng Gia Minh đã thuận tay bắt trở lại, mắt thấy tên to con giãn gần giãn cốt như không có chuyện gì, hắn lộ ra vẻ khép đàm, lui về phía sau hai bước, này, thật sự đánh sao, ừ uh hừ. -huh. Kelly giang tay ra một cách ưu nhã, ông không được đến đây, ghế bị đánh bay, Gia Minh lui về phía sau hai bước thì đã dựa sát vào tường, quay người lại, hắn lao lên bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm tên quyền vương đang từng bước áp sát kia, ông còn tiến lên nữa tôi sẽ nhảy xuống đó. Tên to con vẫn không dừng bước, Gia Minh nhún vai, nở nụ cười, lầu hai, ông tưởng tôi không dám nhảy sao, bắt hắn, Kelly hét lên, Gia Minh xoay người nhảy thẳng xuống sân vận động. Một đám học sinh ùa ra cửa sổ nhìn, Kelly cũng cười chạy đến, mắt thấy thiếu niên ở bên dưới đang chạy thẳng về khu rừng phía sau trường học, nàng trụm tay ở khóe miệng, hô to, anh chạy đi, tôi xem anh chạy được đến đâu, nhìn dáng vẻ của nàng, dường như không hề mong đợi trận đánh nhau sẽ xảy ra ngay trong lớp học. Quay lại, nụ cười trên mặt nàng biến mất, nhẹ nhàng phủi tay, thiếu nữ lạnh nhạt nói, bắt đầu từ bây giờ, bắt hắn, đánh chết, dưới ánh nắng chiều, tám tên vệ sĩ mặc tây trang màu đen nhảy ra khỏi cửa sổ, đuổi theo thiếu niên đang chạy về phía khu rừng sau trường học kia. Bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, địa vị của Kelly tại U Ám Thiên Cầm, ít nhất đến bây giờ cũng không cao lắm nàng chỉ khá ăn ý với natalian thỉnh thoảng hò mẫm ở trong phòng thí nghiệm cũng vì lý do như vậy lần này đến trung quốc là lần đầu tiên nàng tổ chức hành động với tư cách người của u ám thiên cầm một cách chính thức phần lớn mọi người đối với nàng đều không hiểu rõ lắm chẳng hạn như tám tên vệ sĩ thân thủ đều được đánh giá cao nhất ở u ám thiên cầm này đối với sự chỉ huy của kelly vẫn luôn không có chút tín nhiệm nào đặc biệt là hành động lần này giết chết một người ở trường học mà không cần súng ống hay vũ khí sát thương gì bản thân mệnh lệnh này đã khá hoang đường rồi, cho dù người Trung Quốc có nề tình hơn nữa thì cũng không thể giết chết người ngay trước mặt công chúng. Đương nhiên, không thể cãi lệnh nhưng có thể phỏng đoán, trong suy nghĩ trước đó của mọi người, người mà bọn họ sẽ đối phó quá nửa sẽ là cao thủ nào đó của viêm hoàng giác tỉnh, nói muốn giết người cũng chỉ là muốn bọn họ toàn lực ứng phó, xong đến khi mệnh lệnh chính thức được đưa ra, đối mặt lại là một đứa trẻ. Bọn họ thực sự không biết phải làm thế nào cho phải, cũng vì vậy mà Gia Minh mới có được cơ hội ứng phó một cách thong thả. Khi Gia Minh chạy vào khu rừng phía sau học viện, tám người đuổi theo nhưng trong lòng vẫn luôn khó hiểu. Vừa tiến vào rừng cây, tên Quyền Vương hạng nặng tên Endu hạ giọng nói: "Nói đùa gì vậy? Thật sự phải giết thằng nhóc kia. Đây là mệnh lệnh." Hào ột am hiểu Quyền Thái ở bên cạnh nói, sau đó lại bổ thêm một câu: "Cũng không phải anh chưa từng giết người, chưa từng giết người một cách khó hiểu như vậy. Hôm nay giết người, đoán chừng đến tối chúng ta sẽ phải lén lút rời khỏi Trung Quốc. vớt cuộc chúng ta tới đây vì điều gì? Tôi cũng không hiểu ra sao cả." Dù sao, cứ đánh gần chết rồi tính tiếp, nếu nữ nhân kia thực sự muốn giết thì chúng ta cùng chỉ có thể làm xong rồi lập tức bỏ trốn. Mục tiêu quá yếu, nhiệm vụ như vậy quá ngớ ngẩn, vì vậy trong lòng mọi người ít nhiều đều có cảm xúc cổ quái, bóng người phía trước thỉnh thoảng xuất hiện, thỉnh thoảng lại biến mất, đi sâu vào phía trong rừng cây, tám người chạy với tốc độ nhanh nhất nhưng thậm chí vẫn có vẻ không đổi kịp. Đến khu rừng rậm, đoàn người hoàn toàn mất đi mục tiêu, có điều có để kết luận thiếu niên kia nhất định vẫn ở không xa quanh đây, một người ra giấu tay, tám người tách ra mở rộng phạm vi lùng bắt. bên kia, nhã hàm đang tích cực vận dụng quan hệ chuẩn bị đưa ra kháng nghị về việc làm lần này của đoàn đại biểu của tập đoàn tịch đức. nhưng sau khi huân liên lạc với thiên vũ chính tắc song liền ngăn cản hành động không có bao nhiêu ý nghĩa của nhã hàm lại. mấy phút sau, đám người trong rừng cây mới cảm thấy chuyện này có vẻ khó giải quyết. đứa trẻ bọn họ đang được bắt kia bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên lại biến mất. trong tình huống không có súng ống, nhiều lần cũng bị đối phương dựa vào địa hình quen thuộc để chạy trốn mất một cách khó hiểu thật sự là một sỉ nhục lớn lao. Không lâu sau, tám người đều đã phân tán ra trong rừng cây, khoảng cách lẫn nhau chừng mười mấy mét, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đối phương, thỉnh thoảng lại chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Một lát sau, quyền vương Andrew kia đột nhiên la lên, bắt được mày rồi, cách đó không xa, ho ụt nghiêng đầu sang. Từ xa nhìn lại, trong rừng cây, một chiếc áo lại trùm về phía Andrew, tiếng hét của thiếu niên vang lên, đại suất bi thủ. Tình cảnh dường như vẫn như cũ nhưng Andrew đã hết kiên nhẫn, tay trái đưa lên cản chiếc áo, nắm tay phải cứng rắn vung ra như sấm chớp, mặc dù đã không chế lực lượng nhưng theo một quyền vung ra kia, vì thế cũng thực sự rất kinh người, ở trước mặt hắn, thiếu niên kia nhảy lên cao, lần này không có vũ khí như băng ghế. Mà là trực tiếp vung tay phải ra đón một quyền nặng nề đang đánh tới, kết thúc, trong đầu hao ột đứng cách đó 20 mét, xuất hiện ý nghĩ như vậy, toàn thân vốn căng thẳng trong tư thế đối địch cũng thả lòng, thoải mái nhìn sang bên kia. Có thể đoán được, sau một giây, thiếu niên sẽ học máu bay ra ngoài sau đó chìm vào hôn mê ngay khi nghĩ vậy hắn nghe thấy một tiếng rầm vang lên mặt đất đầy lá cây và cành mục tích tụ qua nhiều năm trở nên cực kỳ xốp. một khắc kia thân thể tên to con giống như một đống thịt rầm một tiếng bắn ra ngoài nhanh như đạn pháo rồi rơi xuống đất sau một giây thiếu niên nhặt chiếc áo trên mặt đất lên đi thẳng về phía hao uột cổ tay vung vẩy cực nhanh tạo thành tiết tấu rồn rập và cấp bách tôi đã nhắc hắn rồi nhưng mà nhanh lên một chút được không tôi đau đầu, hơn nữa chúng ta không có nhiều thời gian lắm. chương 390 Đêm xuống, một đám mây bị mặt trời sắp lặn nhuộm thành màu đỏ rực, cuồn cuồn như sóng gợn, trên nóc nhà ở ngã tư đường trên tiểu khu này đều được ánh nắng chiều ấm áp bao phủ. Đây là giờ học sinh tan học, công nhân tan sở, ở ngã tư đường trong chợ, dòng người trở nên đông đúc hơn rất nhiều, tiếng trường xe đạp, tiếng xe gắn máy và tiếng còi ô tô thỉnh thoảng lại vang lên. Trong tiệm game tụ tập một đám học sinh hoặc mấy tên côn đầu tuổi khá lớn đang nói chuyện ồn ào, trong cảnh tượng cuối ngày náo nhiệt này hai thiếu nữ xen lẫn giữa dòng người băng qua đường sau khi một chiếc xe tải chạy qua bước về phía tiệm game bên này hai thiếu nữ này khoảng 16, 17 tuổi vóc người đã dậy thì hoàn toàn thon thả và cân đối hơn những người cùng tuổi rất nhiều khuôn mặt xinh đẹp lại càng làm cho người khác chú ý đến các nàng nhiều hơn một cô gái mặc áo khoác màu xanh nhạt áo trong màu trắng quần trắng điểm xuyết vài đóa hoa nhỏ bề ngoài điềm đạm dịu dàng cô gái còn lại mặc đồ thể thao màu đen lẫn trắng đi giày thể thao, mái tóc đuôi ngựa tung bay sau đầu khiến nàng có vẻ tràn đầy sức sống. Hai cô gái đều đeo cặp sách, vừa nói chuyện vừa đi nhanh về phía tiệm game. Trong tiệm, mấy tên học sinh trung học cũng đeo cặp sách chú ý đến hai thiếu nữ đầu tiên, đồng phục của bọn họ không phải của học viện Thánh Tâm, xem ra là từ trường học khác đến đây chơi game. Nhìn hai thiếu nữ với mái tóc tung bay dưới ánh nắng chiều, mấy người bên trong nói đùa một lát, đến khi hai thiếu nữ đến gần, một tên có vóc người cao to vọt ra khỏi phòng chơi game mắt thấy hắn sắp đụng phải thiếu nữ mặc quần trắng thư hoa, cô gái liền vươn tay ra ngăn lại, hơi nhíu mày. Này, mỹ nữ, cô đụng vào tôi rồi. Và chạm như vậy rất dễ nhận ra là cố ý hay vô tình, thiếu niên đeo cặp sách cười nói, tên đồng bạn phía sau hắn cũng huyết xáo với vẻ cợt nhả, nhưng ngón tay còn chưa rời khỏi môi thì một người đã xuất hiện ngay sau hắn, tát dầm vào mặt hắn, thanh âm dễ nghe, đồng thời cũng đánh cho hắn tỉnh táo lại. Thân thể lung lay, hắn quay đầu nhìn lại, một người thanh niên thân hình cao lớn, trên mặt có vết sẹo đang đứng phía sau cùng lúc đó không ít người trong phòng chơi game cũng vây lại nhìn tư thế của những người này rõ ràng đều là lưu manh khá chuyên nghiệp bọn họ và đám học sinh vẫn còn đi học là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau năm sáu người quay đầu lại không khỏi bị dọa đến lui về phía sau mấy bước thiếu niên vừa chạy ra muốn đụng người khác kia cũng run rẩy nói này vị đại ca này chúng em chưa làm gì cả dầm sau một giây người này bị thanh niên mặt sẹo đá bay ra đường mấy người đi xe đạp và đi bộ bên ngoài vội vã chạy qua, đương nhiên mày chưa làm gì cả, nếu mày làm rồi thì không phải tao tới đánh mày đâu, có bệnh. Nhìn thiếu niên ngã trên mặt đất với vẻ chán ghét, hai thiếu nữ chuẩn bị lên lầu qua cầu thang ở bên cạnh tiệm game, thiếu nữ điểm đạm, dịu dàng quay đầu lại nói, anh Thủy, cảm ơn nhiều, đừng nặng tay quá, thiếu nữ tóc đuôi ngựa đi sau quay đầu lại, nói. Xin bọn họ tí máu, kín đáo một chút là được rồi, không thể quá nặng tay nha, ha ha, sau đó, tiếng kêu rên vang vọng cả ngã tư đường mấy tên học sinh trung học bị một đám lưu manh lôi vào trong một hẻm vắng hành hung và trà đập. mặc dù thiếu nữ điềm đạm dịu dàng kia có vẻ khá ôn hòa nhưng trước giờ đã nghe nói qua không ít lời đồn đối với tên nam sinh muốn tiếp cận một cách nhàm chán như vậy cũng không có bao nhiêu lòng chắc ẩn có lẽ ban đầu bọn chúng chỉ thấy làm như vậy rất vui vẻ lần này bị đánh một trận tơi bời nhưng nếu gặp phải những cô gái không có sức chống cự thì có lẽ những cô gái đó chính là người chịu thiệt mà đại đa số chuyện hèn mạt cưỡng gian có lẽ cũng bắt nguồn từ những trò đùa nho nhỏ như vậy. Đi đến cửa lầu 2, nàng lấy chìa khóa ra mở cửa, mùi thơm của thức ăn quen thuộc từ trong phòng bay ra, hai thiếu nữ không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Gia Minh, cậu về rồi sao, các nàng vào phòng khách, đổi lại dép. Một thiếu niên tóc vẫn còn ướt từ nhà bếp đi ra, có vẻ vừa tắm rửa, đã thay quần áo xong, thấy hai người đã về, hắn nở nụ cười ôn hòa, lúc chiều có chút việc nên về trước, bài thi cũng không làm xong được, xa xa, không phải cậu nói thi xong còn phải đánh bóng chuyển sao. Ném cặp sách, xa xa ngồi xuống ghế salon cười bít tất, nhún vai, còn phải nói sao, thi xong mình chạy đi tìm cậu. Kết quả là người ta nói cậu đắc tội một cô gái ngoại quốc nào đó, bị đuổi giết đến phía sau núi. Mình làm gì còn tâm tình đánh bóng chuyện nữa, bị linh tĩnh kéo chạy về nhà, không sao chứ. Linh tĩnh thuận tay lấy chiếc tạp dề có hình đô dây mon từ cửa nhà bếp xuống, vừa đeo vào vừa dịu dàng hỏi, chuyện nhỏ, đã xong, ra mình ra dấu ok với hai người sau đó nói với linh tĩnh cậu nấu ăn nhé rau đã rửa rồi xương sườn cũng đã chặt các cậu muốn ăn món gì thì nấu xa xa nhảy dựng lên khỏi ghế canh thịt nạc xương sườn kho tàu cậu chỉ biết ăn thôi linh tĩnh đeo tạp dề lên quay đầu lại cười dù sao cũng lâu rồi không được ăn xương sườn mà nàng vừa nói vừa cởi áo ngoài ra nhà bếp giao cho hai vị ái phi buổi trưa chậm chơi bóng ra nhiều mồ hôi đi tắm trước đây vào phòng lấy quần áo nàng hi hà chạy vào nhà tắm Gia Minh và Linh Tĩnh nhìn nhau cười, sau đó đi vào nhà bếp, Linh Tĩnh chuyển xương sườn trên thớt sang bên cạnh, vớt rau trong chậu ra bắt đầu thái. Gia Minh nhóm bước lò lên, loáng thoáng nghe thấy tiếng động từ bên ngoài vọng tới, hắn hơi ngạc nhiên. Hình như có người đánh nhau ở trong con hẻm, à, vừa rồi mình và xa xa về đến đây, chút nữa bị mấy tên trong tiệm game trêu chọc, chắc là mấy tên kia bị anh Thủy lôi vào trong hẻm đánh đó. Linh Tĩnh quay đầu lại đáp, sợi tóc bay bay, nắng chiều từ cửa sổ chiếu và làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp, nàng dịu dàng nói trước giờ chưa có ai đến trường học gây phiền toái cho cậu như vậy sẽ không sao chứ không sao cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn nhưng đêm nay vẫn phải ra ngoài một chuyến ôm vòng eo mảnh khảnh của linh tĩnh từ phía sau linh tĩnh mỉm cười dựa vào hắn hắn ôm chặt hơn nữa từ phía sau ngửi mùi thơm trên mái tóc của thiếu nữ đêm nay có về không thỏa đàm rồi sẽ về không muộn lắm đâu từ phòng tóm vọng ra tiếng nước chảy và tiếng ca của xa xa linh tĩnh bật cười mình không biết cậu phải làm những gì nhưng cậu phải cẩn thận, mình và xa xa đều rất lo cho cậu. Buổi chiều, mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ mỗi nhà, đó là một không khí ấm áp mà gần gũi, đương nhiên. Trong con hẻm tối tăm ở gần ngã tư đường cũng có mấy người vẻ mặt hung ác bước ra, để lại một đám học sinh bị thương đang rên rỉ ở bên trong, cùng với mùi thơm tỏa ra từ từng nhà tạo thành mọi mặt của cuộc sống. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.